Hey, hôm nay quay cảnh chú khỉ ăn hồng à, khỉ ăn hồng nha. Khỉ ăn chuối là xưa rồi, bây giờ là khỉ ăn hồng nguyên bịch hồng luôn. Có lui ra có chà anh tới à. Anh tới anh đảo một vòng là mấy khỉ chạy chân không quay được gì hết. Ok à, đây là chủ của cái bịch hồng đó nha các bạn. Đây, chị này là chủ của cái bịch hồng, đem nguyên bịch hồng lên cho khỉ ăn luôn. Chị mình ở Vũng Tàu, ở đâu chị? Ở Vũng Tàu à. Vũng Tàu à? Ở gần dưới đây luôn hay sao? Ở chợ mới à. Ồ dạ, chợ mới. Chợ mới đem nguyên bịch hồng tới đây là có tâm lắm á. Bán được đem lên. Dạ, ok. Rồi, trở về với đàn khỉ nha. Đây.
rồi, video mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Nếu thấy hay thì cho một like, một cái comment và đăng ký kênh ủng hộ mình cho các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha.